Tập 26. Phụ mãi, Phụ mãi gia, mời bên này. Phụ mãi gia, đây chính là xác con thuyền. Thiếu gia, thế nào rồi? Bị quỷ quái quá nghiêm trọng, không tìm được dấu vết nào hết. Phò mã, ở đây có 14 thi thể, trong đó có 12 thi thể đã được xác nhận. Đó là 12 thủy quỷ Hạ Tây. 12 thủy quỷ này tung quanh Hạ Tây, muốn lấy đầu người khác dễ như trở bàn tay. Không ngờ lần này lại bị thiệt hại tại đây. Nghe người dân bên sông nói, do ngày con thuyền bị cháy, gió trên sông rất lớn. Một khi bị cháy thì lập tức lan ra rất nhanh. Còn nghe thấy ở trên thuyền có tiếng kêu la. Cuối cùng có một tiếng nổ như tiếng sét đánh. Cả con thuyền bị cháy rụi hết. Kết quả, lúc hạ quan tới xem thì 14 thi thể đó đã không còn nhận ra bộ dạng nữa rồi. Mùi mở ra đi. Có thích không? Quý Viêm tướng quân có điều tra được gì hay không? Bẩm phò mã, hạ quan không thấy Quý Viêm tướng quân. Họ chắc chắn chưa chết. Cung tiễn phò mã gia. Nè, thiếu gia, chúng ta đã đi suốt rồi, dọc đường gian sông, nhưng mà vẫn không tìm thấy gì hết. Hai người họ chắc chắn vẫn chưa chết, chỉ là chúng ta không tìm được bất cứ manh mối nào thôi. Thiếu gia, Sính Đình tỷ tỷ chưa chết, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Để rơi vào tay của Sở Bắc Tiệp, ta thà để cho mụi ấy chết. Phò mã, phò mã, phò mã, tham kiến phò mã. Tiểu nhân cũng tìm được phò mã rồi. Tiểu nhân phụng lệnh của công chúa tới, đặc biệt chuyển lệnh tới phò mã. Sau hai ngày nữa công chúa sẽ tới Hoa Dung. Công chúa tới Hoa Dung làm gì? Công chúa tin lời thừa tướng, phải đi qua Hoa Dung mới vào được Đại Tấn. Quý thừa tướng bây giờ đúng là quá hống hách. Tình hình nước Tấn đang căng thẳng, lúc này tới thăm viếng, rõ ràng là bất chấp an nguy của công chúa. Công chúa đang ở đâu? Bây giờ ta đi đón cô ấy. Phò mã đừng quá lo lắng, công chúa có nói hẹn phò mã gặp nhau Hoa Dung. Hoa Dung? Vậy công chúa đến Hoa Dung sẽ ở đâu chứ? Thừa tướng sẽ sắp xếp chỗ ở riêng cho công chúa, phòng riêng ở phủ thừa tướng sao? Đúng vậy. Pháo gia, pháo gia, đường xá xa xôi quá, vất vả rồi, vất vả rồi. Quý tướng quân, nghe danh pháo gia đã lâu, mời vào trong. Thiếu gia, người này chúng ta từng gặp ở đâu rồi? Chúng ta từng gặp. Pháo gia, xin mời vào trong. Vào rồi nói. Tôi nhớ ra rồi, đây là Hạ Đại Pháo.
Hắn là thương gia buôn binh khí giàu nhất Đại Yên, nhưng mà sao đột nhiên lại xuất hiện ở nhà riêng của Quý gia chứ? Đi qua đó xem. Quý tướng quân khách sáo quá rồi. Khách sáo quá. Con chuẩn bị nhiều thứ như thế này. Uống rượu đi. Cảnh đẹp, rượu ngon, người đẹp. Tiểu tướng quân, cuộc sống của ngài cũng thật thoải mái quá đó. Ta sao so với pháo gia được chứ? Pháo gia một ngày về tay cả đấu vàng. Ta đã quen sống cuộc sống nghèo khổ, chỉ có pháo gia tới mới dám xa xỉ một chút. Ta nào có ngày được đấu vàng chứ? Tướng quân cũng không phải không biết, thiên hạ bây giờ đâu đâu cũng hỗn loạn. Từ khi thay triều đổi đại, người khổ đều là mấy người làm ăn bọn ta thôi. Nào, trên trên dưới dưới đã đổi người hết rồi, trong ngoài đều cần đút lót. Ta đây chính là túi bạc của bệ hạ nước ta. Bệ hạ thiếu bạc thì đưa tay vào trong túi của ta mà lấy thôi. Hoàng, tiền thu về từ tay trái, tay phải lại phải lấy ra. Thực ra cũng không dễ sống đâu. Bây giờ không muốn làm ăn nữa, cũng không bằng về nhà làm ruộng cho rồi. Pháo gia đừng nói như vậy chứ. Hôm nay ta đem bạc tới cho ngài thôi. Khiêng lên đây. Mau mở ra cho pháo gia coi. Tướng quân, như thế này là có ý gì chứ? Sao có thể nhỏ mọn với pháo gia được? Đây là chút tấm lòng của ta, xin pháo gia nhận lấy. Quý tướng quân tình ý nồng hậu, ta đây cũng không tiện khước từ. Hà mổ đành cung kính không bằng tuân lệnh. Mau nhận lấy chứ pháo gia đi. Các ngươi lùi xuống hết đi. Tướng quân ra tay rộng lượng như thế này là có chuyện gì chứ? Pháo gia, tiền mua sắm quân khí của Bạch Lang ta hàng năm, 10 phần thì 9 phần đều vào trong túi của ngài rồi. Phí bảo vệ cũng đã giao. Bây giờ Bạch Lang ta xảy ra chuyện, Đại Yên không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Ngài đang nói tới việc đợt trước quân của ngài dìm quân Tấn xuống nước đúng hay không? Pháo gia là người sáng suốt. Quân Tấn binh lực hùng hậu, bọn ta đâu dám tùy ý đắc tội. Nghe nói sợ bắt tiệp chết tại nửa đường. Nhưng mà chuyện này cho dù ai làm thì bọn ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa quan được. Chắc chắn sẽ có xích mích với người Tấn. Từ sau khi công chúa nhà ta trở về, cha của ta cũng rất lo lắng cho công chúa. Nhưng mà công chúa lại không nghe lời của ai hết, chỉ nghe một tên tiểu tử công tử bột ngoại lai. Lần này gây ra họa lớn rồi. Cái tên công tử bột mà ngài nói là khâm phạm của Đại Yên ta. Ngày ngày công chúa lại ngủ với hắn sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Các ngươi không động được hắn, bệ hạ bọn ta sớm muộn cũng sẽ xử lý. Phải đó pháo gia, ngài hãy chỉ đường rõ ràng đi. Ngài yên tâm đi, chuyện của Bạch Lang bệ hạ sẽ không bỏ qua đâu. Vấn đề là sau khi đứng vững rồi thì đừng có liếc ngang liếc dọc với người khác. Đã nghe thấy gì chưa? Sở Bắc Tiệp đã chết, nước Tấn đang hỗn loạn. Tư Mã Hoàng có thể được thấy mặt trời ngày mai hay không vẫn còn khó nói. Đừng có nghĩ tới chuyện bắt cá hai tay một chân mà đứng trên hai con thuyền đó. Dạ pháo gia. Bệ hạ chúng ta đã nói, các trạm gác các ngươi mở cho nước Tấn, Đại Yên ta sẽ tiếp quản hết. Pháo gia, việc này ta không làm chủ được. Ngài không làm chủ được, vậy thì ta cũng không cần nói phí lời với ngài nữa. Thời gian của hạ mộ đức quý giá. Pháo gia, pháo gia, pháo gia, tiền ta cũng đưa rồi, ngài không thể mặc kệ như vậy được. Ngồi giữa Đại Tấn đánh bọn ta, các ngươi phải xuất binh đó. Pháo gia,
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao Quý Trường Thanh lại không muốn đánh trận như vậy. Thì ra bao nhiêu năm nay, hắn đã bỏ một lượng tiền lớn mua binh khí từ Đại Yên. Trên thực tế, được thông qua Hà Đại Pháo để đột phá bảo hộ Linh Yên Dương. Chưa hết đâu, Quý gia thao túng quốc khố Bạch Lang đã nhiều năm. Giao dịch với Bạch Lang, đôi bên nhất định có lợi. Bao nhiêu năm nay, qua tầng phía quân bị bóc lột, ai biết được rốt cuộc hắn đã mua được bao nhiêu binh khí, số lượng là bao nhiêu? Không thể biết được quân bị của Bạch Lang. Nếu như mở ra xem, không chừng chỉ là cái kho trống rỗng thôi. Trước đây tôi chỉ biết Quý gia thao túng cả Bạch Lang, nhưng mà lại không ngờ lại đến nông nỗi này. Hoa Dung chẳng phải là quê nhà của Quý Thượng Thanh hay sao? Công chúa còn 2 ngày nữa mới tới được Hoa Dung. Chúng ta cố gắng tận dụng thời gian 2 ngày này để điều tra gốc gác của Quý Thượng Thanh. Bác Tiệp ca ca và Bạch tỷ tỷ vẫn chưa về, vậy thì huynh về đây làm gì? Nếu như họ cũng giống như những người trên đường nói, thì tôi sẽ đuổi huynh đi khỏi đây đó. Sao mà cô nói nhiều quá vậy? Tôi đã nói với cô rồi, Dương gia và phu nhân không sao hết. Hơn nữa, bệ hạ cũng không phải là loại người đó. Còn bệ hạ bị điên rồi. Thứ bệ hạ ăn chẳng phải là kim đan gì hết, mà là thuốc độc đó. Túy Cúc cô nương, sao ai nói gì cô cũng nghe hết trơn vậy? Mấy lời đồn trên đường cô cũng tin? Bộ đầu óc của cô có vấn đề hay sao? Quỳnh có biết câu không có lửa thì làm sao có khói hay không? Cũng không biết bây giờ bà tỷ tỷ với bác Tiệp ca ca sao rồi. Không biết là sống hay đã chết nữa. Quỳnh còn đứng đây làm gì nữa? Quỳnh mau đi tìm họ đi. Mau đi đi. Đương nhiên phải tìm rồi. Tìm cái gì mà tìm? Tôi nói cho cô biết, ta là binh lính, không có lệnh của Dương gia, ta không thể làm gì hết. Sao mà Quỳnh không biết linh động gì hết vậy? Bây giờ quân lệnh quan trọng hay là mạng của họ quan trọng đây? Sở mặt nhiên gì chứ? Có mà chạy mặt nhiên thì có. Khúc gỗ. Ai là khúc gỗ chứ? Cô là khúc gỗ thì có. Quỳnh làm cái gì vậy? Ta đâu có làm gì cô đâu. Quỳnh cười cái gì? Hai người là ai vậy? Sao vậy? Mới đó đã không nhận ra ta rồi hay sao? Bắt tìm ca ca, Bạch tỷ tỷ, hai người chưa chết hay sao? Vậy thì tốt quá rồi, họ vẫn chưa chết. Tốt quá rồi. Cô nói gì vậy? Bạch nhiên bái kiến Dương gia và phu nhân. Vừa rồi xin lỗi Quỳnh nha. Thôi đi thôi đi. Túy Cúc, vừa rồi cô nói kim đan là thuốc độc, căn cứ vào đâu? Bụi tìm được bút ký sư phụ để lại, trong đó có ghi thành phần của kim đan. Nhưng mà viên mà sư phụ ghi lại hơi khác với thành phần của viên này. Trong viên kim đan này có thêm thạch liệu hơi độc, dược tính mạnh hơn. Nếu uống lượng nhỏ sẽ có cảm giác khỏe mạnh, không dễ gì nhận ra, nhưng mà rất dễ thành nghiện. Độc tính sẽ tích tụ trong phổi, đến một độ nhất định sẽ làm loạn tính mạch, làm loạn tâm trí. Người uống trong thời gian dài sẽ kiệt tinh khí và máu mà chết. Chẳng trách Dương Hậu nói không sao. Chắc chắn kim đan đợt đầu không có vấn đề gì hết. Vậy độc đó có thuốc giả hay không? Bây giờ mụ không biết, mụ phải nhìn thấy mức độ trúng độc của người trúng độc. Huống hồ sự đau đớn khi giải độc, người bình thường không chịu nổi đâu. Dù có thế nào, chúng ta cũng phải thử thôi. Đúng. Chúng ta mau chóng hồi cung. Báo. Nói. Bẩm bệ hạ, mặt tướng đã bố trí 6 nhánh quân đến các vùng trong Đại Tấn, dùng danh nghĩa trấn Bắc Dương, kêu gọi khởi nghĩa chống Tấn Dương. Dọc đường có bách tính tham gia, hơn nữa có thêm một bộ phận tướng lĩnh Đại Tấn tham gia. Hiện tại đã hơn 1.000 người gia nhập. Ngoài ra con số không ngừng tăng lên. Làm kế hoạch với quân lính ta 3 ngày sau tập kết ở ngoại thành, cách đó 50 dặm. Chờ người ngựa của Trương Thượng Thư tới sẽ lập tức tấn công vào thành. Tư Mã Hoàng, những thứ năm xưa ngươi cướp đi từ trong tay của quả nhân, thì quả nhân sẽ tính cả vốn lẫn lợi với ngươi.
Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bệ hạ, người sao vậy? Ta không sao. Nước. Bản vương muốn uống nước. Dân. Bệ hạ. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu rồi? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Chạy hết đi đâu rồi? Mở cửa! Mở cửa ra! Mở cửa! Các người đúng là to gan bằng trời, dám giam cầm cả bổn vương. Mau mở cửa ra cho bổn vương. Mở cửa. Tên cẩu nô tài Dương Đức Toàn, bổn vương phải chu di chính đời nhà ngươi. Lôi qua đây, đánh cho ta. Rõ. Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân à. Song Nhi, số bạc này người cầm dùng tạm đi. Còn lấy đâu ra nhiều vậy? Mẫu thân đừng hỏi nhiều nữa mà. Chút tiền này mẫu thân giữ lại một phần, số còn lại đưa cho đại bá của con. Đại bá ở phủ thái quý cũng rất khổ sở. Đại bá con, con có đại bá khi nào? Mẫu thân đừng hỏi nhiều nữa, con không thể nói chuyện lâu được. Con đi trước nha, mẫu thân nhớ bảo trọng đó. Song Nhi. Mẫu thân. Như công công tắt thở rồi. Lôi ra ngoài đi. Nhưng Song Nhi có lỗi với mẫu thân. Mẫu thân.
Mẫu thân, là Song Di đã hại mẫu thân. Bệ hạ, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai còn có một vở kịch lớn đang chờ ngài. Ai? Thái quý, hy vọng ngài vẫn ổn. Trấn Bắc Dương đang trong thời kỳ đặc biệt, buộc phải cải trang để bảo vệ mình. Mong thái quý lượng thứ. Lão thần bái kiến tướng quân. Thái quý không cần đa lễ. Thời gian vừa rồi vô cùng nguy hiểm, thái quý chắc cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Lão thần chịu khổ chút ít có là gì đâu. Tướng quân mới là người chịu khổ mà. Trong cung còn có bệ hạ nữa. Bắt tiệp trở về chưa lâu, tình hình hiện nay không biết ra sao rồi. Từ khi tướng quân đi đã hơn một tháng, quần thần chỉ thấy thánh chỉ, không thấy bệ hạ. Tướng quân không rõ tung tích, nhân gian đồn đại khắp nơi, trong đó lưu truyền nhiều nhất là bệ hạ thông đồng với người Bạch Lang sát hại trung thần. Cũng có người nói tướng quân đã thoát khỏi hoạn nạn, thậm chí các nơi còn xuất hiện lực lượng nhân gian mượn cờ tướng quân lấy danh nghĩa giết bạo quân, lập tân dương, chiêu binh khắp nơi. Hôm qua hơn 10 tướng lĩnh muốn biết chân tướng đã xông vào cung, kết quả đã bị bệ hạ chỉ áp vào thiên lao. Lòng người trong triều hoang mang, vô cùng hoảng loạn. Đêm nào lão thần cũng khó mà ngủ yên được. Lão thần vẫn không tin đột nhiên bệ hạ lại trở thành ông vua điên cuồng vô độ vì dân chúng đồn đại như vậy. Lão thần cũng không tin tướng quân sẽ vì cơn giận của riêng mình mà công khai mưu phản. Hôm nay gặp được tướng quân, lão thần to gan muốn hỏi tướng quân một câu. Là lão thần đã nghĩ sai hay sao? Nếu tướng quân nói cho lão thần biết bây giờ đã trắng đen bất phân, trời đất điên đảo, lão thần lập tức ra khỏi đây, tự kết liễu đời mình. Thái quý, Đại Tấn có trung thần như thái quý, đúng là trời phù hộ Đại Tấn ta. Thái quý cứ yên tâm đi, Bắc Tiệp không thay lòng. Có người muốn tạo nên loạn thế, hãm hại bệ hạ, kiếm lợi cho mình thôi. Bắc Tiệp quyết không tha cho những kẻ gian trá hủy hoại tiền đồ của Đại Tấn ta. Hôm nay được nghe tướng quân nói những lời này, lão thần đã yên tâm rồi. Thái quý, gần đây Bắc Tiệp quay về, trên đường đi đều nghe nói đến nghĩa quân. Có người truyền rằng ngày mai nghĩa quân sẽ tập trung cách thành 50 dặm, nhưng mà không biết được mục đích của đám người đó rốt cuộc có kế hoạch gì đây. Trước mắt có bao nhiêu người ngựa? Quân khởi nghĩa vậy phải làm thế nào đây? Chính vì như vậy, Bắc Tiệp mới cần thái quý giúp sức. Tướng quân cứ việc lên tiếng, với sức một mình Bắc Tiệp ta khó lòng dẹp loạn, ta cần quân chi viện. Tình thế như hiện giờ, trong thành không còn tướng để điều động,
Ngoài thành còn trú quân, Long Hổ Doanh, Hắc Báo Doanh, hai tướng lĩnh đều là những tướng lĩnh cương trực trung thành. Hay là vậy đi, xin tướng quân chờ một lát, lão thần lập tức đưa thư bằng chim bay đi ngay. Họ một lòng trung thành, nhất định sẽ không khước từ đâu. Lúc đó tướng quân có thể dùng lệnh bài của thần để ra lệnh cho bọn họ. Tướng quân, sinh tử tồn vong của giang sơn đại tấn ta đều đặt hết vào tướng quân đó. Đây đúng là cơ hội vô cùng hiếm có, cả đời này chưa chắc đã có được. Các huynh đệ, mọi người nghe ta nói đây. Hiện tại quân Dương này hồ đồ vô đạo, để dân chúng làm than. Ta tin rằng các vị huynh đệ đã tích quán từ lâu, cũng giống như ta đây. Vì vậy cho nên chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau đối phó với tên hôn quân này. Mấy người thử nghĩ đi, tại sao mấy người phải rời khỏi quê nhà, từ bỏ vợ con của mình? Đây là binh khí gì chứ? Có đất không được trồng, có nhà không thể về, bỏ vợ bỏ con. Mấy người tới đây là vì cái gì chứ? Một quân Dương như vậy, chúng ta có thể dung cho hắn hay không? Không được. Có dung được cho hắn hay không? Không được. Lúc này chúng ta phải trừ bạo quân, lập Tân Dương. 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 Nếu như mọi người đã tuyên thệ hiếu trung, ta sẽ cho mọi người biết một bí mật. Bí mật? Bí mật gì vậy? Nói mau đi. Nói đi, đúng như vậy đó. Trấn Bắc Dương vẫn chưa chết, người vẫn còn sống. Chưa chết, vẫn còn sống. Thật sao? Sao có thể như vậy được? Đúng vậy, vẫn còn sống. Người được chiến thần trên trời nhập vào, tự có thần trời hộ thể. Cho dù lửa thiêu khắp người, cũng sẽ là phượng hoàng niết bàn, tái sinh từ biển lửa, không thể tan thành tro bụi được. Vậy Trấn Bắc Dương ở đâu? Đúng vậy, quả thật Trấn Bắc Dương vẫn chưa chết, nhưng mà trong vụ cháy lớn đó đã bị quỷ dung mạo rồi. Quỷ dung mạo rồi hay sao? Sao lại quỷ dung mạo người ta được? Ta tận mắt nhìn thấy người thật của người, gương mặt đó gần như bị cháy hết. Con mắt đó đã lồi ra khỏi đầu. Cái mũi, cái miệng chỉ còn lại ba cái lỗ thôi. Ba cái lỗ. Tư Mã Hoàng đó đã hại tướng quân ra bộ dạng như vậy, sao chúng ta có thể cam tâm gọi hắn là bệ hạ nữa? Không thể. Tướng quân vì Tư Mã gia hiếu trung cả đời, vì đại tấn mà cúc cung tận tụy, nhưng mà tuyệt đối không thể khấu đầu trước cái loại bại hoại đạo đức này. Đúng rồi, đúng rồi, không khấu đầu. Đúng, Trấn Bắc Dương đã nói, sau khi lập Tân Dương, người đứng lên khởi nghĩa sẽ thưởng 100 lượng hoàng kim. Người lập công phong quan tứ phẩm, ai giết được Tư Mã Hoằng phong tứ phương Dương. Nói, các người có muốn làm hay không? Muốn. Bắt buộc phải đấu lại. Chúng ta làm. Trừ bạo quân, lập Tân Dương. Dương gia, phiền phức rồi. Sao vậy? Chắc chắn là họ đã liên thủ với Yên Dương. Đằng sau đám nghĩa quân này chắc chắn còn có quân Yên. Lập Tân Dương, trừ bạo quân, lập Tân Dương. Tam Phân Yên Tử Nhai. Dương gia, lập tức cho người đến Tam Phân Yên Tử Nhai đi, phục kích quân Yên. Tam Phân Yên Tử Nhai là con đường để quân Yên buộc phải đi qua, để tiến vào Kiến Khang Thành. Địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu như ta đoán không sai, lúc hoàng hôn quân Yên sẽ tới Tam Phân Yên Tử Nhai. Chắc chắn lần này Yên Dương nghĩ không tốn một binh một tốt, nhưng có thể vào được Kiến Khang Thành, chắc chắn sẽ không phái quân chủ lực đi. Long Hổ Doanh có 5.000 tướng sĩ, chắc là đủ đối phó. Nếu lỡ như vẫn không đối phó được, thì chúng ta vẫn có thể phái thêm 1.000 tinh quân phục kích ở cổng thành. Chỉ cần có thành lầu làm chỗ dựa, ta đánh cược Mộ Dung Túc chắc chắn sẽ không mạo hiểm thương vong trầm trọng mà cố chấp công thành đâu. Mặc nhiên,
Ngươi cầm lệnh bài của Thái Quý, lập tức phái Long Hổ Doanh đang đóng quân ở ngoài thành xuất quân, đi tới Yên Tử Nhai phục kích quân Yên. Ngoài ra, lệnh cho Hắc Báo Doanh chuẩn bị 1.000 tinh binh, chuẩn bị mai phục ở cổng thành, chờ lệnh của ta. Dân Trừ Bạo Quân, Trừ Bạo Quân, lập Tân Dương, lập Tân Dương, Trừ Bạo Quân, Trừ Bạo Quân, lập Tân Dương. Đừng làm gì hết. Sao vậy? Không bôi đều phấn than hay sao? Thật muốn giấu nàng ở một nơi, ngoài ta ra không ai nhìn thấy. Sao vậy? Ta xấu tới mức không thể nhìn ai hay sao? Ta chỉ không chịu được bất cứ ai được ngắm nhìn nàng thôi. Ta không muốn chia sẻ vẻ đẹp của nàng với bất kỳ ai hết. Có ai tranh với ngài đâu. Nói vậy cũng phải, trong ngũ hành tam giới ai dám nhòm ngó tới nữ nhân của Sở Bắc Tiệp ta đâu. Sao vậy? Trên mặt của ta có gì hay sao? Da mặt dày quá, bằng bức tường thành luôn rồi. Hai người làm gì đấy? Người mới tới hay sao? Hai quân đệ chúng tôi quả thực là mới tới. Vừa rồi nghe nói Trương Bắc Dương còn sống, quả thực nhất thời kích động. Không biết Trương Bắc Dương có đúng là được thần tiên hộ thể hay không? Vậy còn phải hỏi nữa. Đi theo Trương Bắc Dương cùng diệt trừ Cẩu Quân Dương, đến lúc đó có thể phong phong gì đấy, là phong hầu báo tướng. Đúng rồi, đúng rồi, chính là từ đó, phong hầu bái tướng. Sau này chúng ta có thể ăn ngon uống say. Tiểu ca nhìn hơi. Ngươi muốn làm gì? Đây là người của ta, lập Tân Dương. Được được được, không sao không sao, ta đi trước đây. Đi thôi đi thôi, sợ hết hồn mà. Không ngờ cũng có hai tên đoạn tụ, chẳng trách lại thân mật thế. Chẳng phải vậy sao? Nàng còn cười. Đứng thẳng đi, lát nữa lại có người nghi ngờ cho con. Vậy thì chúng ta chia ra hành động thôi, huynh đệ. Song Nhi, Song Nhi, bệ hạ có gì dặn dò? Quỳ xuống. Song Nhi nghe chỉ. Có Song Nhi. Cung nữ Song Nhi, tính tình ôn hòa, đức hậu hơn người, có ngũ đức của Phượng Hoàng, có lòng nhân từ thương xót bách tính, tận trung với bổn dương, không phụ không từ. Hôm nay đặc chỉ phong Song Nhi làm vương hậu. Mẫu nghi thiên hạ, lấy hiệu là kính thục.
Còn không mau tạ ơn. Song Nhi, tạ bệ hạ giáng ân. Ta xin lỗi. Là quả nhân đã liên lụy tới nàng. Mau lên đi, cầm cho chắc đấy. Được rồi, cầm cho chắc vào đi. Được rồi mà. Nói, ngươi là ai? Tại hạ Trấn Bắc tướng quân Sở Bắc Tiệp. Hay, thân hình y hệt, giọng nói nghe cũng giống y hệt luôn. Sở Bắc Tiệp, quả nhân lệnh ngươi lập tức lên đường, dẫn đầu quân khởi nghĩa đánh vào Kiến Khang thành, giúp đại tấn của ngươi lập ra Tân Dương. Thuộc hạ tuân mệnh, lùi xuống. Rõ. Thần chúc mừng bệ hạ, đại sự sắp thành. Khanh là một công thần, sau khi diệt thành sẽ không thiếu phần của khanh. Thần xin khấu tạ bệ hạ trước. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, tuyệt đối không để có sơ suất. Đứng dậy đi, có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, quân Yên đã an toàn tiến vào biên giới Yên Tấn. Toàn bộ tin tức đánh quân từ biên giới từ kinh thành đã bị Trương Thượng Thư phong tỏa. Quân Yên đang dốc toàn lực tiến vào thành Kiến Khang. Chiều tối nay tướng và binh sẽ tiến vào chân thành. Đêm nay quả nhân sẽ dẫn các khanh vào hoàng cung đại tấn ăn mừng. Rốt cuộc sự việc thế nào chứ? Yên tâm đi, mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch thôi. Ở trong cung này cô có thể không tin ai, nhưng mà không thể không tin phụ thân của mình. Con gái cũng chỉ lo thôi mà. Dù chuyện đã sắp thành rồi, nhưng mà sau này cũng không chắc chắn sẽ mãi không bị bại lộ. Nếu như bị phát hiện ra thì tình thế sẽ bất lợi cho phụ thân. Ai dám gây bất lợi cho ta được chứ? Bây giờ Hôn Dương cũng đã mất hết lòng dân. Cho dù có quân đội ở ngoài thành đến kịp, thì sức mạnh ở trong thành và quân Yên đủ để chống đỡ. Càng huống hồ nương nương đã quên rồi hay sao? Người mưu phản là Sở Bắc Tiệp, người lập Tân Dương cũng là Sở Bắc Tiệp. Sau này có kẻ nào dám không phục thì người hạ đao vẫn là Sở Bắc Tiệp thôi. Sở Bắc Tiệp này sẽ luôn bảo vệ cho nương nương cho tới khi Tân Dương trong bụng nương nương ra đời. Đợi tới lúc đó hắn lâm bệnh nặng mà chết, quý phi nương nương sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thái hậu Diếp Chính. Đến lúc đó ta cũng có thể yên tâm mà hưởng tuổi già, hưởng tận vinh hoa phú quý. Hơn nữa cả đời vẫn là đệ nhất trung thành của đại tấn. Kế hoạch chu toàn như vậy, đại sự ắt thành thôi. Nương nương, người cứ yên tâm đi. Nói thì là như vậy, nhưng mà cũng không hiểu sao dạo gần đây con luôn cảm thấy không an tâm. Con vẫn rất lo lắng. Con gái ơi, chúng ta đã đi tới ngày hôm nay rồi, đã không còn đường lui nữa. Phụ thân nói rất đúng.
tôi đã gặp Trấn Bắc Dương thật. Gọi chúng ta ra chiến trường, giết giặc lập công thật hay sao? Trấn Bắc Dương tới rồi. Trấn Bắc Dương tới rồi. Mau mau, Trấn Bắc Dương tới. Mau lên, đứng lên. Trấn Bắc Dương tới rồi. 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 Trấn Bắc Dương vạn tuế. Trấn Bắc Dương vạn tuế. Trấn Bắc Dương vạn tuế. Quả nhiên không phải tầm thường. Thì ra nàng thích cảm giác này. Ngay nhìn hắn đeo mặt nạ vào, vô cùng thần bí. Thân mặc chiến bào, oai phong lẫm liệt. Khắp thiên hạ này, thanh niên tuấn tú như vậy có được mấy người chứ? Đúng là quá hiếm có đi.